Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn đức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này đầu kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khiển sinh chính kiến. Nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn ra trong nghiệp quấy mà sinh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp bé oai dung đủ cách tôn nghiêm, sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng giác đủ tất cả trí huệ, nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi tôi đến bạch hỏi Phật chắc thì khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi thương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mày đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng: Cúi xin Đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sinh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy ráo bên này xua đuổi bên kia. Thế những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi ở, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm lùa những người tội gần. Các quỷ lại chụp bắt, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát ngài. Thánh nữ hỏi quý vương rằng: Đây là chốn nào? Quý vương Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: Duyên cớ vì sao mà nước trong biển đó sôi sùng sục, lại có người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng: Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự hầu làm công đức cứu vớt khổ nạn cho, khi sống cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó sắc bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa. Những sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ hỏi quý vương Vô Độc rằng: Địa ngục ở đâu? Bốn đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều riêng khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó lại có nghìn trăm cũng không lường sự thống khổ. Thánh nữ hỏi quý vương Vô Độc rằng: Thân của người phải sa đọa vào chốn nào? Quý vương Vô Độc nữ rằng: Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những hạnh nghiệp gì? Thánh rằng: Thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu quất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Độc hỏi thánh nữ rằng: Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: Thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Tế Lợi. Quý vương Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: Xin thánh nữ hãy về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương.
Chẳng phải chỉ có riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng giải thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đặng thác sinh cả. Tờ thánh nữ dường chiêm bao chợt thức tỉnh rõ biết việc đó rồi, bèn thối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: Tôi nguyện từ nay nhân đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải. Quý vương vô độc trước đó nay chính ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy. Sammo di soha.